Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhớ người. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy.
chút xíu là cắm đèn xong á, cô vui lòng cô bước qua bên kia, cô đứng cô nhìn qua vậy ha. Dạ, đang quay thấy gia đình mình có mặt trên đây. Dạ, nhưng mà giờ chị tạm thời đứng đó cho có gia đình đeo tang á. Dạ, chị bước cho bẩn giùm. Che chở đời
gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lộng lộng không phụ kính công cha. Tận tao sớm mong mẹ nuôi con khôn lớn, ôi tấm thân gầy cha che chở đời. Thank you.
Thank you.
giữa dòng phố cuộc đời, vòng tay
xuân vì con, nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy. Yeah.
Yeah.
cửa luôn nha. Nè giờ mới trên á, hạ xuống cái này. Thôi giờ nhẹ xuống cái đi. Nén nhang trầm con quỳ trước Phật thành tâm, xin Phật từ bi cho mẹ hiền vừa mới ra đi. Thời gian hay đứng lấy đi mái tóc xanh mẹ hiền. Con càng lớn mẹ già thêm một chút, phải làm sao mãi bên mẹ, mẹ ơi. Bao lo lắng buồn phiền mẹ không than, nhưng con đau mẹ như dao cắt trong lòng. Những năm tháng đắng cay chỉ mẹ cam chịu, gom yêu thương che chở con từng ngày. Con có mẹ con cả quê hương, con hơi ấm bao la tình máu tư. Con được khóc mỗi khi đời vấp ngã, con được nghe tiếng mẹ gọi con ơi. Con xin hứa không làm mẹ lo lắng, sẽ bên mẹ khi bông ngã sẽ chiều, để con được làm tròn chữ hiếu, đôi thời gian để ở bên mẹ hiền. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, con mẹ là con tất cả yêu thương, con mẹ là con hạnh phúc lắm. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ đau. Bao lo lắng buồn phiền mẹ không than,
nhưng con đau mẹ như dao cắt trong lòng. Những năm tháng đắng cay chỉ mẹ cam chịu, gom yêu thương che chở con từng ngày. Cảm ơn mẹ cho con hạnh phúc. Con có mẹ, con cả quê hương, con hơi ấm bao la tình mẫu tử. Con được khóc mỗi khi đời vấp ngã, con được nghe tiếng mẹ gọi con ơi. Con xin hứa không làm mẹ lo lắng, sẽ bên mẹ khi bóng ngã sẽ chiều, để con được làm tròn chữ hiếu, đôi thời gian để ở bên mẹ hiền. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, con mẹ là con tất cả yêu thương, con mẹ là con hạnh phúc lắm. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ đau. Yeah.
sau đây thay mặt gia đình anh Phúc sẽ có đôi lời trước khi là diễn đưa đi ngủ các bác chú cô dì phụ nữ anh chị cùng các con cháu anh chị em có mặt trong buổi tiễn biệt hôm nay. Thưa mẹ, trước linh cữu của mẹ, chúng con thành kính tưởng nhớ. Mẹ hiếu thảo với ông bà ngoại, là chị tốt của các cậu mợ, là em hiền của các dì. Mẹ làm đầy đủ phận sự đối với gia tộc, đối với nơi chung nhau cách rút, góp tiền, góp công, chăm lo mồ mả tổ tiên, giúp đỡ bà con nghèo khó trong dòng tộc nơi quê hương. Mẹ làm tròn phận sự, phận tình, chăm lo cho chồng, chăm lo cho vợ chồng. Trong những lúc hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bảo bằng nguồn con cái, dạy dỗ, khuyên răn, khuyến khích con cái sống, học tập, làm việc, mong con nên người tốt, hữu ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Tâm nguyện của mẹ, các con phải yêu thương đồng bọn, giúp đỡ, bảo ban nhau. Các con phải siêng năng cần kiệm, nhường nhịn, giúp đỡ chân tình lẫn nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái nên người. Các cháu phải giữ gìn sức khỏe, chăm lo học hành, cư xử lễ độ để trở nên người tốt. Trước linh cữu của mẹ, con cháu xin khắc ghi và làm theo những lời tâm nguyện tốt đẹp đó. Xin tiễn biệt mẹ. Dạ, thì cũng xin thay mặt gia đình. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn quý vị, ni sư, chùa Bảo Quang đã tụng niệm làm đầy đủ các tụng mục tâm linh cho đám của mẹ và chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn anh chị em phục vụ thánh niệm sắp xếp việc hậu sự, phục vụ ăn uống, âm nhạc để ban lễ được nghiêm chỉnh. Chúng tôi xin cảm ơn là bà con thân thích, là bạn bè, con cháu đã dính thời gian để tiễn biệt là mẹ của tôi đến nơi thành nghỉ cuối cùng. Nghi lễ cầu siêu của quý sư cô thay mặt cho trung tâm hỏa táng đa phước viên, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng tang viên và xin thông báo với tang viên là áo quan của cụ bà Nguyễn Thị Hơn sẽ hỏa táng K3 và sẽ nhận mộ cốt vào lúc 8 giờ sáng ngày mai. Khi đi nhận hài cốt, quý khách nhớ mang theo giấy xác nhận của trung tâm chúng tôi, tức là cái giấy mà nhà đoàn đưa cho gia đình mình đó. Đi lấy cốt hãy phòng dịch vụ khách hàng, tức là cách đây một gian. Khi đi mình nhớ mang theo cái đó. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không gắn ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người sẽ trở về cát bụi thì
xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, đường mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền chuyện thế sự nơi chân gian. Này bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian, dù anh và tôi ai sang giàu